Trời ơi, đi lại, đi lại. Trời ơi. Thác Nhã, họ là thuộc hạ của cha cô sao? Không phải, nè, thật ra các người là ai vậy? Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, trên núi có sơn trại của ta. Cô nói ta là ai? Các người là sơn tặc. Nè, người mới là sơn tặc đó. Cả nhà người đều là sơn tặc. Ông. Ta họ Hồ, tên Đại Hải. Mọi người đều gọi ta là Sơn Đại Dương đó. Tôi khinh đó. Ông không nhìn lại bộ dạng của ông đi, xứng xưng làm dương sao? Nhà đầu không hài lòng hả? Cô khinh thường ta chứ gì? Đương nhiên tôi khinh thường ông rồi. Ông có biết cha tôi là ai hay không? Ta không biết. Nói cho ông biết, cha tôi là Cáp Ma Thái Quý. Bây giờ cha tôi đang thống lĩnh một đội binh mã đứng ở cách đây không xa đâu. Các người còn không mau đi đi, cha tôi sẽ tới đây bắt các người liền đó. Trời đất ơi, sợ quá trời. Cha đầu à, cha dù cha cô là Hà Mã Thái Quý, cha cô chính là Khủng Long Thái Quý. Lão tử đây không có sợ. Ta nói cô biết nè, cả đời này lão tử ghét nhất là một người làm quan. Nếu như cha cô tới đây, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết luôn hai người, cô tin không vậy hả? Nhà đầu, tiểu nhà đầu, cô có biết không vậy? Cô rất xinh đẹp đó. Hay là về đi, cô theo lão tử lên núi làm áp trại phu nhân của lão tử, cô thấy sao hả? Nè, nè, đừng có làm bậy nha, tôi không cho mấy người tổn hại cổ. Ý trời, tiểu tử kia, người dám ra vẻ anh hùng trước mặt ta đó hả? Ông, lão tử thích làm vậy đó. Người làm gì ta? Người đâu? Nhanh chóng xử lý hai tên quân nguyên này cho ta. Trời ơi, nha đầu này đi. Khoan đã. Tôi được, tôi hứa với ông, tôi sẽ theo ông về sân trại. Thác Nhã. Nhưng mà ông không được làm tổn thương bọn họ. Cô là thê tử của ta hay sao? Tôi... Cô coi, bây giờ cô vẫn không phải. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Xử lý chắc đi. Đó. Nè, Thác Nhã. Nè. Nếu như ông không đồng ý thì tôi không sống nữa đâu. Cô nương. Bỏ xuống trước đi, bỏ xuống trước đi. Như vậy nguy hiểm lắm, ta không giết là được chứ gì. Lão Hồ này không nỡ để một cô nương xinh đẹp cho cô chết đâu. Thôi được, không giết nữa. Bỏ xuống nghe. Tham kiến đại vương. Được rồi, đừng khách sáo nữa. Đứng dậy đi. Tạ đại vương. Ngồi đi. Những người khác đều quỳ, tại sao hai ngươi không quỳ? Khỉ đang làm trò, diễn cho ai coi? Cái gì khỉ làm trò? Lão tử nghe không hiểu, ngươi nói lại coi. Quỳnh ấy nói, ông là một con khỉ, bắt chước con người mặc trang phục còn tự xưng là đại dương. Ăn nói bậy bạ. Bốn đại dương quy lực dũng mãnh, đồ giống khỉ, ta giống khỉ chỗ nào? Đúng đó đầu ghẻ. Nói đi, tại sao Quỳnh nói là ông giống khỉ chứ? Không nên nói đại dương giống như khỉ. Rõ ràng đó là một con heo mà. Đúng vậy. Ê, không đúng nha. Cô vừa nói cái gì đó? Nói cái gì? Là con heo mập không có đầu óc lại háo sắc. Cô nói cái gì? Thác Nhã, cô nói đúng đó. Ông ta chính là con heo mập đầu bự. Giỏi. Hai người rất giỏi. Nói cho cô biết, để tình cô sắp làm áp trại phu nhân của ta nên lão tử không tính toán với cô. Nhưng cô tên đầu ghẻ này, người cũng dám chửi lão tử, ta không tin không thể trị nổi người. Người đâu? Có. Đành hắn quỳ xuống cho ta, phải quỳ lại lão tử. Dạ. Ê, cô đã. Ông muốn tôi quỳ thật sao? Người nói coi. Có điều tôi cảnh cáo ông trước, tôi là trâu đất, nếu như tôi quỳ lại ai thì người đó sẽ té ngay. Trâu đất hả? Cứ đừng có sao với ta. Nè, tôi nói cho ông biết, Quỳnh ấy không nói khoác đâu. Quỳnh ấy lợi hại lắm, có thể đánh trống đá kêu đó. Cô vừa nói cái gì? Hắn là người đánh trống đá huyện Định Viễn sao? Ừ.
Ông muốn làm gì? Không thể nào. Tôi... Với bộ dạng của ngươi đánh được trống đá hay sao? Tôi... Lão tử không có tin đâu. Ông không tin phải không? Được thôi, nếu như ông không tin, vậy thì chúng ta thử xem. Nếu như tôi có thể làm được, ông nói phải làm sao? Chỉ với ngươi cũng có thể làm bổn đại vương té ngã hả? Được, nếu ngươi lại mà khiến bổn vương té ngã, có thể khiến ta té từ trên ghế té xuống, lão tử sẽ quỳ lại ngươi ngay. Ngươi sẽ là Sơn Đại Vương. Từ nay về sau ta giúp ngươi bảo vệ cái núi này. Những lời ông đã nói các huynh đệ của ông đều nghe hết rồi đó. Ông nói được phải làm được nha. Ta nói được làm được. Được. Đầu ghẻ, hắn mập như heo, huynh chắc chắn có thể khiến hắn té từ trên ghế xuống không? Cô yên tâm đi. Từ trước tới giờ, những người đã được tôi quỳ lại, không có ai mà không bị té ngửa hết đó. Cứ chờ mà coi. Đã chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Ủa, sao vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Sao vậy nè? Có động đất hả? Sao lại vậy? Là gì? Trời, sao vậy? Ủa, là gì? Bây giờ thì ông đã tin rồi phải không? Tiểu tử thối đi. Ông còn dám đánh lén tôi, làm lão tử mất mặt. Bữa nay ta phải giết ngươi. Ông còn dám đánh tôi, tại của ông sẽ bị trẹo đó. Đau quá. Ông còn nhảy được sao? Chân của ông cũng sẽ bị trẹo luôn. Tên đầu ghẻ kia, người trụ ẻo ta. Ê, ông dám chửi tôi, miệng của ông sẽ bị méo đó. Ta chửi người thì sao chứ? Mọi người không phải đâu. Nếu các người còn dám làm bậy thì đại dương các người sẽ không bao giờ khỏe lại. Đi xuống đây. Dạ. Đầu ghẻ, công nhận huynh giỏi thiệt đó. Huynh biết phép thuật thiệt sao? Hey, tôi có biết phép thuật gì đâu. Miệng của tôi là miệng quạ, nói đâu trúng đó đó. Không lẽ cái này là miệng hoàng đế trong truyền thuyết hay sao chứ? Hả? Tôi nói cậu là miệng hoàng đế. Trời ơi, ông đang nói cái gì vậy hả? Không có nghe được gì hết trơn. Tôi nói hắn là miệng hoàng đế. À, tôi hiểu rồi. Ông nói muốn đá chân đó. Trời ơi. Này, thị tình con người của ông, chân của ông bị kẹo như vậy rồi, sao còn muốn đá lung tung chứ? Không phải là miệng hoàng đế. Tôi được, tôi biết rồi, đừng lải nhải nữa. Chân của ông đá không được đâu, còn muốn đá ai nữa? Trời ơi, miệng của ông đã bị méo xẹo rồi kìa, vậy mà ông còn muốn đá người ta sao? Đừng có nhải tôi. Tôi nói hắn là miệng hoàng đế. Được rồi, đừng lải nhải nữa, ồn ào quá. Miệng của ông sẽ mau chóng khỏi thôi. Khỏi thật rồi nè. Khỏi thật rồi. Vì tiểu ca kia, lão hồ phục cậu rồi. Xin cậu cho lão hồ trở về trạng thái ban đầu đi. Nè, đâu có dễ dàng như vậy. Lúc nãy ông đã nói như thế nào chứ? Ông nói nếu như Quỳnh ấy làm ông té xuống ghế thì ông sẽ quỳ lại Quỳnh ấy. Ông nói thì phải giữ lời. Không được, lão tử đường đường là một Sơn Đại Vương, ta không bao giờ quỳ lại một tên quân nguyên như hắn. Ta không làm. Đúng. Tôi không phải là quân nguyên gì hết. Tôi muốn tránh bị người khác dòm ngó nên mới giả dạng vậy thôi. Tôi chỉ là một bá tánh bình thường. Cậu chỉ là bá tánh thôi hả? Đúng vậy. Được, lão tử nói sẽ giữ lời. Vị tiểu ca kia, xin nhận lão hồ một lại. Thiệt tình, được rồi, bộ dạng của ông vậy khó coi quá. Tôi tin là chân tay của ông sẽ mau chóng khỏi thôi.
Ê, ông định làm gì? Đúng đó, ông định làm gì? Cậu chính là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết đó. Chân mệnh thiên tử hả? Xin nhận lão hồ ba lại. Sao cậu vậy? Cậu đứng đó vậy? Chủ công tại đi. Cậu không có quyền nhận cậu với chủ công đi. Nhanh lên. Nè nè, nè, mọi người mà đứng dậy đi. Ê, ông làm gì vậy? Chủ công, tôi không hiểu ông đang nói gì hết. Ông nói vậy là sao? Chân mệnh thiên tử gì chứ, rồi chủ công gì nữa? Đúng vậy, trong truyền thuyết có nói là người sẽ thống lĩnh chúng tôi lật đổ thuận đế, chính là hoàng thượng lập nên vương triều mới đó. Đầu ghẻ, chẳng lẽ huynh giống như cha muội nói thật sao? Huynh là yêu nghiệt sẽ gây bất lợi cho triều đình hả? Ê, thiệt tình không phải, cô đừng nghe ông nói bậy. Tôi không phải yêu nghiệt gì đâu. Nè, không được nói bậy bạ. Cô không được sỉ nhục thiên tử, cô biết không? Cô chán sống rồi hả? Ông định làm gì? Hồ đại ca, tôi là Chu Trùng Bác, tôi chỉ là bá tánh bình thường thôi, hoàn toàn không như ông nói chân mệnh thiên tử gì. Chắc chắn mọi người đã nhận lầm người rồi. Yên tâm, lão hồ không hề nhận lầm người đâu. Tương truyền là chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể đánh kêu trống đá quyền định diễn. Với lại câu lại là nói ác ứng nghiệm. Tôi tin tưởng cô chính là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết đó. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều xuất thân từ trong bá tánh cực khổ, bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đương triều nên mới tới đây làm thảo khấu. Lại nghe nói chân mệnh thiên tử sắp xuất hiện rồi, chúng tôi quyết định chiếm ngọn núi này trước, sau này giúp chân mệnh thiên tử giành lại giang sơn. Nhưng mà tôi không ngờ nó gặp được chân mệnh thiên tử rồi. Đúng là vui quá trời quá đất à. Chủ công giảng toé. Tôi không phải là chân mệnh thiên tử gì đâu. Nè, tộc người của chúng tôi xấu xa vậy sao? Tại sao không thể chung sống hòa bình với nhau được? Tại sao các người lại muốn đuổi chúng tôi đi chứ? Không phải, chỉ là... Thác Nhã, tộc người của cô cũng không hoàn toàn xấu hết, cũng có người tốt mà, cũng giống như cô vậy, đã cứu mạng của tôi và mộ dân. Điều đó chứng minh cô là một cô nương có tâm địa lương thiện. Nhưng mà... Đúng vậy, chúng tôi cũng biết rõ, trong triều đình hiện tại con người tốt cũng có người xấu mà. Có điều tên Thuận Đế đó, hắn quan dâm vô độ, ức hiếp bá tánh, tất cả là sự thật mà. Với lại là thiên hạ này đáng ra là của chúng tôi, chúng tôi muốn lấy lại, có gì đâu sai. Không sai. Ê, được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Hồ đại ca, bằng hữu của tôi trong người không khỏe, hiện tại cô ấy đang sốt, ông có thể nào tìm một nơi cho cổ nghỉ ngơi không? Chủ công yên tâm, bạn của chủ công cũng là bạn của lão hồ này. Người đâu? Có. Các người mau tìm một căn phòng tốt nhất cho chủ công và bạn của chủ công. Đi, đi thu xếp đi. Rõ. Đa tạ đại ca. Nè, chủ công được khách sáo nghe. Mộ dân, đi. Dân tiêu rồi, vẫn còn nóng quá, làm sao bây giờ? Huynh khoan lo lắng đã, không phải Hồ Đại Hải nói đang sắc thuốc hay sao? Muội thấy là huynh tạm thời nghỉ ngơi chút đi. Thác Nhã, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn điều gì chứ? Nếu không nhờ cô giúp đỡ, tôi và mộ dân không thể nào trốn thoát được. Tôi đã hại cô và cha cô trở mặt. Bỏ đi, muội vì huynh, muội đã không còn quan tâm điều gì nữa rồi. Tôi
Ờ đúng rồi đầu ghẻ, lúc nãy Hồ Đại Hải nói huynh là thiên tử gì đó, chuyện này thật ra là thật hay giả? Thiệt tình, cô đừng nghe ông ta nói bậy, không phải là chân mệnh thiên tử gì hết, Trần Hữu Lượng mới là chân mệnh thiên tử thật sự. Trần Hữu Lượng? Ờ, không phải cô tận mắt chứng kiến sao? Hôm đó chúng ta ăn hết nửa con cá nướng chỉ vì một câu nói của Trần Hữu Lượng, nó chết đi sống lại, cho thấy huynh ấy nói gì trúng đó. Nói gì trúng nấy? Ờ. Vậy huynh cũng như vậy, không phải huynh cũng nói gì trúng nấy sao? Thiệt tình, tôi làm sao so sánh với Trần Hữu Lượng, miệng của tôi là miệng quạ. Tóm lại, chỉ cần là việc tôi nói đúng, chắc chắn không có việc gì hay hết. Nhưng mà huynh đã đánh trống đá kêu còn gì? Hay, đó là do trời gầm. Vậy huynh quỳ xuống, cái tên Hồ Đại Hải đó đã té từ trên ghế xuống mà. Hay, lúc nãy tôi nói rồi mà, tôi là trâu đất, tôi lại ai người đó sẽ té ngã. Vậy Được rồi, Thác Nhã, tôi không phải là chân mệnh thiên tử gì đâu, đừng nghe ông nói bậy. Nhưng mà Trần Hữu Lượng nhìn hắn ta chắc chắn là có âm mưu, xem ra không phải là loại người tốt lành gì đâu. Ê, cô, sao cô lại nói vậy chứ? Cô có biết là Hữu Lượng rất thích cô hay không? Đương nhiên muội biết rồi, nhưng mà muội không có thích hắn, người mà muội thích chính là huynh đó. Nè, thuốc tới rồi, tới đây. Không sao, để đây trước nha, giường nguội đó. Hồ đại ca, cảm ơn huynh nhiều. Đã làm phiền huynh đi sắc thuốc. Không sao. Ở sơn trại này của chúng ta, chuyện gì cũng phải tự làm hết. Muốn ăn thì phải tự mình trồng, bữa bến rối thì tự mình trị. Trong sơn trại này có thuốc sẵn rồi, không có gì phiền phức hết. Nè, một lát nữa nhớ đem thuốc này cho cổ uống nghe. Lão Hồ này xin đảm bảo, uống thuốc này của lão Hồ hả, chắc chắn thuốc tới mạng hết luôn đó nghe. Hả? Sao? Cái gì? Thuốc tới mạng hết? Vậy nói vậy mộ dân sẽ chết sao? Không có, lúc nãy vừa nói gì à? Thuốc tới mạng hết. Đúng vậy. Nó lẹ quên, nó sai. Thuốc tới bệnh nó hết. Được rồi, đừng nói nữa, mà cho mộ dân uống thuốc đi. Đúng vậy. Mộ dân. Vậy đi. Đại dương, tiêu rồi. Cậu mới tiêu đó, đại dương vẫn khỏe mà, nói có chuyện gì? Không phải, có người đã xông vào sân trại của chúng ta. Ai dám tới địa bàn của lão tử? Đi, mau ra đó. Đi. Là ai chứ? Tiêu rồi, không lẽ là cha muội đã tới sao? Hả? Đi từ nãy cho tới bây giờ, khắp mọi nơi, không có chỗ nào để ẩn nấp hết, chỉ có sơn trại này thôi. Chẳng lẽ trùng bác đang trong sơn trại này? Lập tức bao vây lại, nhanh lên. Các người là ai? Thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không lối là tự chui đầu vào. Ta không ngờ sơn trại của chúng ta bữa nay có khách quý ha. Nhìn các ăn mặc của ngươi, xem ra cũng là người có tiền rồi. Nếu biết điều thì mau đem tiền của ra, nếu không lão tử chỉ giết không bao chôn đâu. Đúng vậy, giết không bao chôn. Thì ra đây chính là ổ cướp. Bậy bạ, ổ cướp cái gì? Hiện tại lão tử muốn gom góp nhân lượng để tạo phản. Tất cả huynh đệ sơn trại này đều là anh hùng hảo hán. Vậy lại bây giờ bọn ta có sự dẫn dắt của chính mệnh thiên tử, nói cho người biết, ta sắp làm nên nghiệp lớn rồi. Thiên tử à? Ờ. Chẳng lẽ các người đã bắt được Chu Trùng Bác? Người cũng biết hắn hả? Trời, không lẽ hắn ta bắt chủ công, giết hắn đi. Ôi trời ơi, không ngờ ngươi biết yêu thuật ha. Xem ta đây. Rồi. Trời. Yêu nghiệt kia, ngươi cũng giỏi quá ha. Tiếp chiêu. Nói mau, Trùng Bác ở đâu? Người đại chúng, để chúng ta kể cho nghe. Chờ xíu á.
Chủ công ơi, người mau chạy đi, tên yêu nghiệt này bị pháp thuật, người chạy lẹ đi chủ công ơi. Hồ đại ca, xảy ra chuyện gì? Trời ơi, nó kêu chạy đi rồi mà, tại sao lại chạy ra đây? Tôi Lưu tiên sinh. Trung bác, cuối cùng đã tìm được cậu. Lưu tiên sinh, sao ông lại tới đây? Nè, cái chuyện này là sao vậy? Bộ hai người quen nhau hả? Không phải tới bắt chủ công hay sao? Hey, đương nhiên không phải rồi. Lưu tiên sinh, ông có thể nào thả nhóm huynh đệ của Hồ đại ca ra trước không? À, được. Hey. Không sao. À, được rồi, người của mình thôi giải tán nha. Hai người biết nhau sao không nói sớm chứ. Nè, chú công à, đây, lão thần tiên này là người nào vậy? Ông ấy chính là Lưu tiên sinh Lưu Bá Ôn. Lưu tiên sinh các thuộc cao minh hân hạnh, với lại còn cứu đệ rất nhiều lần. Hân hạnh nghe. Mau mũi rồi. À, không sao không sao. Phải rồi Lưu tiên sinh, ông không phải đi chung với Hữu Lượng sao? Quỳnh ấy cũng tới đây phải không? Quỳnh ấy đâu? Đang ở Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo? Ta biết Bạch Liên giáo. Giáo chủ của Bạch Liên là Hàng Sơn Đồng. Họ cũng là nghĩa quân phản lại triều đình á. Nghe nói đã hạ được rất nhiều châu quyển đó. Ê, chuyện này đệ cũng biết. Đệ và Hàng Lâm Nhi Thánh Đồng của Bạch Liên giáo là bạn tốt của nhau. Vậy đó hả? Công nhà Hữu Lượng đã tới Bạch Liên giáo rồi. Ê, Lưu tiên sinh, sao ông không đi theo quân ấy? Ta xuống núi, mục đích là đi tìm chân mệnh thiên tử. Lại là chân mệnh thiên tử? Là ai vậy? Lưu tiên sinh à, không lẽ ông cũng cho rằng Trung Bác là chân mệnh thiên tử hả? Đúng vậy. Tôi... Ê, hai người đã lầm hết rồi. Thực ra chân mệnh thiên tử thực sự chính là Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng hả? Trần Hữu Lượng là ai vậy? Trần Hữu Lượng là bạn tốt mà đệ quen ở Hoàng Giác Tự. Lúc trước ta nghĩ Trần Hữu Lượng chính là chân mệnh thiên tử, nhưng mà sau một thời gian ta quan sát hắn, ta phát hiện hắn không phải là thiên tử thật sự, mà chân mệnh thiên tử thật sự chính là Chu Trùng Bác. Tôi... Nè, hả? Thấy chưa, ta nói đâu có sai. Tiên sinh có cùng suy nghĩ chứ ta.